giá cà phê hôm nay ngày 23 tháng 6. Chờ đợi kết quả phiên điều trần của phép đẩy Robusta dưới mốc 1.600 USD mỗi tấn. Giá cà phê hôm nay ngày 23 tháng 6 trong khoảng 33.500 đến 34.400 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm trung bình 200 đến 300 đồng mỗi kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 33.500 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư m g a đã là giá cà phê hôm nay ở mức 34.400 đồng mỗi kg. Tại huyện Y.H.Leo, Đà Lạt, Buôn Hồ, đã là giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 34.300 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 34.300 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 34.200 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 34.200 đồng mỗi kg. Chưa prong ở Play, Cu và Lager Gai cùng giá 34.300 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 34.300 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm trung bình 200 đến 300 đồng mỗi kg. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2021 giảm 20 USD mỗi tấn ở mức 1.565 USD mỗi tấn. Giao tháng 9 năm 2021 giảm 20 USD mỗi tấn ở mức 1.597 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2021 giảm 1,1 cent LB ở mức 151,25 cent LB. Giao tháng 9 năm 2021 giảm 1,95 cent LB ở mức 152,1 cent LB. Thị trường cà phê thế giới có phiên điều chỉnh giảm trong khi chờ đợi kết quả phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Fed Jerome Powell trước Hạ viện về phản ứng của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong đại dịch. Ngay đầu phiên giá cà phê hai sàn phái sinh tăng nhẹ, nhưng đuối dần về cuối và kết thúc ở mốc mất 1,25% giá trị sàn. Ngoài tâm lý ngóng chờ cuộc điều trần trên, cà phê hai sàn còn giảm do là ngày khóa sổ vị thế kinh doanh, hiện cả New York và London đều đang dư mua. USDA, Bộ Nông nghiệp Mỹ hiệu chỉnh cán cân cung cầu niên vụ cà phê hiện hành mới năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 là cung 175,8 triệu bao, cộng 0,17% và cầu 163,2 triệu bao. Lượng cà phê thặng dư là 12,6 triệu bao, chủ yếu do có quá nhiều Azabica chế biến kho từ Brazil. Brazil thường bắt đầu thu hái cà phê Robusta từ tháng 4 và Azabica từ tháng 7 hàng năm. Như vậy, Điều chỉnh dư cung của USDA cũng góp phần đẩy giá cà phê New York lùi sâu trong phiên vừa qua. Tại Indonesia, vụ thu hoạch 2021 đã bắt đầu với dự báo đạt 9,4 triệu bao Robusta và 1,3 triệu bao Arabica. Xuất khẩu cà phê của nước này trong năm 2021 ước đạt 7 triệu bao. Theo dữ liệu thương mại của chính phủ từ Sumatra, đảo sản xuất cà phê chính của Indonesia, xuất khẩu cà phê Robusta của đảo trong tháng 4 năm 2021 đạt 193.000. 460 bao, giảm 81.388 bao, tức giảm hơn 29,61% so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu hôm nay ngày 23 tháng 6, thế giới giảm nhẹ, cao nhất 74.500 kg, lý do giá tiêu trong nước khởi sắc. Tính đến 0 giờ 15 phút ngày 23 tháng 6, giá tiêu giao ngay tại sàn chi, Ấn Độ ở mức 42.150 rupita, cao nhất 42.100 rupita, thấp nhất cập nhật giá tiêu thế giới trên thị trường thế giới kết thúc phiên giao dịch gần nhất tính đến 0 giờ 15 phút ngày 23 tháng 6 giá tiêu giao ngay tại sàn chi Ấn Độ ở mức 42.150 Jupiter cao nhất 42.100 Jupiter thấp nhất giảm nhẹ so với phiên trước đó Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với du Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tinh thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 6 năm 2021 là 315,27 Việt Nam đồng INR. Trong bài viết mới đây trên The Hindu Business Line, ông Ki Hose Hamji, một nhà kinh doanh gia vị ở Chi, nếu quạn ngại về khả năng gia tăng sản lượng tiêu Sri Lanka được nhập khẩu Ấn Độ trong năm nay. Quan điểm của ông Hamji được đưa ra dựa trên các số liệu do cộng đồng hồ tiêu quốc tế đệ trình tại cuộc họp của Hiệp hội Thương mại Gia vị Mỹ vào tháng 5 năm 2021. Dữ liệu chỉ ra rằng, sản lượng tiêu Sri Lanka sẽ tăng 25% vào năm 2021 lên mức 25.000 tấn. Đồng thời, lượng dự trữ chuyển tiếp từ năm 2020 vào khoảng 12.000 tấn. Trong khi đó, mức tiêu thụ hồ tiêu trong nước của Sri Lanka được báo cáo chỉ ở mức 12.000 tấn. Do vậy, Khả năng cao là sẽ có một lượng lớn tiêu Sri Lanka nhập khẩu và Ấn Độ. Giá tiêu trong nước. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 71.000 đến 74.500 đồng mỗi kg tại các địa phương. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 71.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Gia Lai, 71.500 đồng mỗi kg, Đắk Nông, Đà Lắk, 72.500 đồng mỗi kg, Bình Phước 73.000 đồng mỗi kg và bà liệt, Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 74.500 đồng mỗi kg. Hiện hồ tiêu Việt Nam được xuất khẩu đến 108 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu, chiếm trên 40% về sản lượng và trên 60% về thị phần xuất khẩu hồ tiêu. Các chuyên gia cho rằng Nguyên nhân khiến giá hồ tiêu tăng cao trong liên vụ 2020 đến 2021 là do giá hồ tiêu xuống thấp liên tiếp nhiều năm qua khiến nông dân ở nhiều địa phương đã phá bỏ cây tiêu, chuyển sang trồng cây khác, dẫn đến sản lượng tiêu thu hoạch và xuất khẩu giảm mạnh. Hiện nay, tại các địa phương, trong bối cảnh giá tiêu đang tăng trở lại, nhiều hộ nông dân đang đổ xô vào trồng loại cây gia vị này để tránh rủi ro cho người trồng hồ tiêu. Các địa phương nên khuyến cáo người dân cẩn thận trọng khi mở rộng diện tích trồng hồ tiêu lúc giá đang lên cao. Người dân cần tập trung chăm sóc, đầu tư vào diện tích hồ tiêu đang cho năng suất ổn định, tránh đầu tư vào những vùng đất kém hiệu quả, cẩn cỗi, chú trọng đầu tư theo hướng hữu cơ, việt gáp.